Chào mừng các em đến với kênh Hà Liêm. Trong bài giảng hôm nay, thầy xin dẫn các em làm bài tập trong buổi bài tập toán lớp 4. Bốn sẽ cân diệu. Trong lúc xem bài giảng, Hà Liêm đi cầm hay giải hiệu. Các em sẽ phấn khích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Giờ hôm nay mình sẽ làm bài tập của bài số 17, bài toán liên quan đến giúp về đơn vị trang 4142. Trước hết mình sẽ làm câu số 1, câu A. Mua 4 hộp sữa chua Nha Đam hết 32.000 đồng. Hỏi mua 6 hộp sữa chua Như Khí hết bao nhiêu tiền? Như là đề bài nói là mua 4 hộp sữa chua Nha Đam hết 32.000 đồng. Như vậy trước hết mình phải tính giá tiền của một hộp sữa chua bằng cách lấy 32.000 chia cho 4. Giờ sau đó mình sẽ lấy giá tiền một hộp sữa nhân cho 6 thì mình biết được là mua 6 hộp sữa chua sẽ hết bao nhiêu tiền. Được không? Như ở đây mình sẽ trước hết mình phải đi tính giá tiền của một hộp sữa chua chứ. Giá tiền một hộp sữa chua là nhiên mình sẽ lấy 32.000 chia cho 4. 32.000 chia cho 4. Mình sẽ 32 chia 4 được 8.000, giữ nguyên kết quả là 8.000 đồng. Giờ người ta hỏi là mua 6 hộp sữa chua Như Khí hết bao nhiêu tiền? Thì mình trả lời là mua 6 hộp sữa chua hết số tiền là mua 6 hộp sữa chua hết số tiền này giờ như vậy mình sẽ lấy 8.000 nhân cho 6, 11 hộp sữa chua sẽ là 8.000. Như vậy 8.000 nhân cho 6. Mình sẽ lấy 8 nhân 6 là 48.000, giữ nguyên kết quả là 48.000 đồng. Như đáp số là 48.000 đồng. Như là mình xong câu 1A, mình sẽ đến câu 1B được. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu B. Câu B mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 3 kg hết 48.000 đồng. Hỏi mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết bao nhiêu tiền? Như đề bài nói là mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 3 kg hết 48.000 đồng. Như vậy trước hết mình sẽ tính giá tiền 1 kg ruột đỏ nha. Bằng cách lấy 48.000 chia cho 3. Giờ sau đó tính lấy giá tiền của 1 kg nhân cho 5 thì mình biết được giá tiền của 5 kg. Đúng không? Như vậy câu hỏi này các em trả lời như sau. Chứ hết tính giá tiền 1 kg dưa hấu vượt đỏ chứ. Giá tiền 1 kg dưa hấu vượt đỏ là một giá tiền 1 kg dưa hấu vượt đỏ. Thì mình sẽ lấy 3 kg 48.000 đồng. Mình sẽ lấy 48.000 chia cho 3. Giờ 48.000 chia 3 mình sẽ tính nhẩm, mình sẽ lấy 4 chia 3 được 1. 1 nhân 3 là 3, 4 chia 3 được 1, hệ số 8 số được 18. 18 chia 3 được 6. Như vậy kết quả là 16.000 đồng. Giờ bây giờ người ta hỏi cái gì mình trả lời cái nói. Người ta hỏi là mua một quả dưa hấu ruột đỏ 5 kg hết bao nhiêu tiền thì mình trả lời là mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết số tiền là mua một quả dưa hấu ruột đỏ nặng 5 kg hết số tiền này. Như mình sẽ lấy 16.000 nhân cho 5. 16.000 nhân cho 5 mình sẽ tính nhẩm nha. Mình sẽ lấy 16 nhân cho 5.000 giữ nguyên. Mình sẽ tính nhẩm 5 nhân 6 30 biết không nhớ về.
5 nhân 1 là 5, thêm 3 là 8, gì kết quả là 80.000 đồng. Như đáp số là 80.000 đồng. Giờ như là mình xong câu số 1. Câu số 1 các em hiểu bài, cái xong hết video phải biết các em hiểu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 2, câu A. Dốt 35 lít sữa vào đầy 7 canh giống nhau. Họ để rót hết 40 lít sữa cần bao nhiêu canh như thế? Như là đề bài nói là rót 35 lít sữa vào đầy 7 canh giống nhau. Như vậy trước hết mình sẽ tính số lít sữa trong mỗi canh bằng cách lấy 35 chia 7. Đúng không? Như vậy trước hết mình sẽ tính số lít sữa. Trong mỗi canh là mình sẽ lấy 35 chia cho 7. 35 chia 7 bằng 5. Như là 5 lít. Giờ như vậy người ta hỏi để dốc 40 lít sữa thì cần bao nhiêu canh như thế? Như tiếp theo mình sẽ tính số canh cần để dốc hết 40 lít sữa. Đúng này. Số canh cần để dốc hết 40 lít sữa này. Như số canh cần để dốc hết 40 lít sữa thì mình sẽ lấy 40 chia cho 5. 40 chia 5 bằng 8. Như là 8 canh. Đáp số là 8 canh. Như là mình xong câu 2A, mình sẽ đến câu 2B luôn. Tiếp theo là câu B, người ta đóng 24 viên thuốc và 4 quỹ đều nhau. Hỏi 6.672 viên thuốc thì đóng được bao nhiêu quỹ thuốc như khê? Như đề bài nói là người ta đóng 24 viên thuốc vào 4 quỹ đều nhau. Như vậy chứ hết mình phải tính được số viên thuốc trong mỗi quỹ bằng cách lấy 24 chia 4. Đúng rồi. Giờ như mình sẽ làm câu B như sau. Chứ mình sẽ tính số viên thuốc. Cho mỗi quỹ là như vậy số viên thuốc cho mỗi quỹ là mình sẽ lấy 24 chia 4. 24 chia 4 bằng 6, như là 6. 6 viên thuốc. Mỗi quỹ có 6 viên thuốc. Bây giờ người ta hỏi là 6.672 viên thuốc thì đóng được bao nhiêu quỹ như thế? Như chữ hơn mình, tiếp theo mình sẽ tính số vị khúc càng để đóng hết 6.672 vị khúc này trong này. Như vậy số vị khúc càng để đóng hết 6.672 vị khúc là như vậy số vị khúc càng đi như vậy số vị khúc càng để đóng hết 6.672 vị khúc thì mình sẽ lấy số này chia cho 6. 6.672 chia 6 bằng, giờ mình sẽ tính nhẩm nha, mình sẽ lấy 6 chia 6 được 1. 1 nhân 6 là 6. 6 chia 6 bằng 0. Hạ số 6 xuống, 6 chia 6 được 1. 1 nhân 6 là 6. 6 chia 6 bằng 0. Hạ số 7 xuống, 7 chia 6 được 1. 1 nhân 6 là 6. 7 chia 6 được 1. Hạ số 2 xuống 12, 12 chia 6 được 2. Kết quả là 1.112 viên.
vị khúc đúng không? Như kết quả là 1112 vị khúc nhé. Đáp số là giờ như là mình xong câu số 2. Câu số 2 kem hiệu bài cho xong hết video phải kem hiệu bài. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 3. Nhân dịp đầu năm học mới, một nhà sách có chương trình khuyến mại như sau. Cứ mua 5 quyển sách được tặng 10 chiếc nhẫn vợ. Hỏi mua 20 quyển sách được tặng bao nhiêu chiếc nhẫn vợ? Như là đề bài nói là nhân dịp đầu năm học mới thì một nhà sách có chương trình khuyến mại, cứ mua 5 quyển sách thì được 10 chiếc nhẫn vợ. Như vậy chứ không, mình phải tính xem số chiếc nhẫn vợ được tặng khi mua một quyển sách đúng không? Bằng cách lấy 10 chia cho 5. Giờ như mình sẽ làm câu E chứ. Chứ hơn mình sẽ tính số chiếc nhẫn vợ được tặng. Khi mua một quyển sách là như mình sẽ lấy 10 chia 5. 10 chia 5 bằng 2. Như vậy được tặng 2 chiếc nhận vợ. Bây giờ mua 20 quyển sách được tặng bao nhiêu chiếc quần vợ? Không, trả lời là như vậy. Tiếp theo mình sẽ tính số chiếc nhẫn vợ. Được tặng khi mua 20 quyển sách này. Như vậy là số chứng nhận vợ được tặng khi mua 20 quyển sách. Nhưng mà sẽ lấy 2 này nhân cho 20. Như vậy sẽ được bằng 40. Như là 40 chiếc. Như đáp số câu E sẽ là 40 chiếc nhẫn vợ. Giờ như là mình xong câu E, mình sẽ đến câu B. Giờ tiếp theo là câu B. Theo em là chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng bao nhiêu chiếc nhẫn vợ? Như vậy ở đây mình đồ vừa tính được là mua 2 quyển sách thì được tặng 40 chiếc nhẫn vợ. Đề bài nói là cứ mua 5 quyển sách thì được tặng 10 nhẫn vợ. Đúng không? Như vậy ở đây thầy sẽ tính nhắc chỗ này cho các em hiểu nha. Đề bài nói là cứ mua 5 quyển sách sẽ được tặng 10 chiếc nhẫn vợ. Như ở đây mình sẽ có 23 thì sẽ bằng là 20 cộng cho 3. Đúng này. Như là 20 quyển sách này nè được tặng 40 chiếc nhẫn vợ, giờ còn 3 quyển sách này được tặng hay không? Thì là không nha. Các em phải mua đủ 5 quyển sách mới được tặng 10 chiếc nhẫn vợ. 3 quyển sách này chưa đủ 5 nên sẽ không được tặng. Như là mình sẽ được tặng là tất cả chỉ là 40 chiếc nhẫn vợ. Đúng này. Như vậy câu trả lời, các em trả lời là ta có 23 bằng 20 cộng 3.
Mình thấy là 3 sẽ nhỏ hơn này. Như vậy là cái 5 quyển sách này sẽ được không được được tặng nha. Được tặng ở khoảng 20 quyển sách này sẽ được tăng 40 điểm bậc. Vậy 3 nhỏ hơn 5 nên theo em nên chị Huệ mua 23 quyển sách. Khi được tặng 40 nhận vở mà không đúng này. Như vậy câu B thì kênh trả lời là ta có là 23 bằng 20 cộng 3. Vì 3 bỏ, 3 sẽ nhỏ 5 nên chị Huệ mua 23 quyển sách thì được tặng 40 nhận quà. Đúng này. Giờ như là mình xong câu số 3. Câu số 3 kem hiểu bài, cái xong khích video hãy với kem hiểu bài. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy hay giảng dự hiệu bấm thích chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Về nào chưa đăng ký kênh Thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của Thầy Liêm. Hãy chúc các em học tập, tạm biệt các em nhé.